nàng dâu Nguyễn Thị Năm đã chung sống và chăm sóc ba mẹ chồng hơn 20 năm qua. Dù đã gần 2 năm nay không có chồng bên cạnh, nhưng với sự yêu thương tận tụy đó mà mẹ chồng nàng dâu từ bao giờ đã xem nhau như người một nhà, không nỡ rời xa nhau. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện cảm động ngày hôm nay nhé. Anh đưa cô vô thẳng vô đây luôn, anh giới thiệu đây là má anh, đây là chị anh, đây ba anh. Dạ sợ lắm. Thì trong lòng cô cũng nói thôi giờ ảnh cứ đi ảnh đi, chứ còn cô chấp nhận người thứ ba thì cô cũng chấp nhận. Mẹ con tâm sự bắt đầu đó là hai mẹ con chừng nào thương một người đó đi thì má chấp nhận con đi viện, còn nếu chưa là má không đồng ý cho con đi viện. Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, và hiện tại thì Dương Tri đang có mặt ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có một cặp mẹ chồng nàng dâu phải gọi là không kém phần đặc biệt, có một câu chuyện rất là cảm động. Quý vị hãy cùng Tri tìm hiểu xem câu chuyện này là gì nha. Nhà này. Dạ, con chào em. Con chào cô chú. Con tên là Dương Truyền, đến từ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Đó, chị mời em đi. Dạ. Mời mấy con vô. Ngày hôm nay thì con đến đây để con trò chuyện với gia đình của mình. Dạ. Con thấy bà khỏe quá, không biết là năm nay bà bao nhiêu xuân rồi. 78 rồi con. Ồ. 1940. 43. 40 rồi thôi. Thấy ông bà rất là khỏe luôn á. Là kinh tế dính là nhờ mấy đứa con. Dạ. Bà tới mấy đứa mình? 4-5 đứa. Mấy đứa con nhớ là mấy đứa con nhớ là trời ơi, tôi có mấy đứa con, tôi không nhớ. 4 phải không? Ba gái một trai. Dạ. Nói mấy đứa con bà có hiếu lắm, dâu cũng có hiếu luôn. Cô đã làm dâu bà được bao nhiêu năm rồi? Coi như 22 năm. Dạ. Bà cho con hỏi cái lần đầu tiên mà bà với cô gặp mặt á, bà có thể kể con nghe một chút được không? Thì bà kể ví dụ như cái ngày xưa con gái nó vô nhà Mai. Dạ. Bà là gia đình hồi đó là Mai. Dạ. Rồi cháu nó vô nó ở nó Mai, con trai nó đưa về thì vậy, giờ thì mình thấy là vậy là mình biết rồi. Mới đầu lên đây ảnh nói với cô là ảnh lên đây ảnh đưa cô vô Mai, nhà của một người bạn. Ảnh đưa cô vô thẳng vô đây luôn, ảnh giới thiệu đây là má anh, đây là chị anh, đây ba anh. Tự nhiên lúc đó là cô hớ luôn. Của một người bạn. Cô hớ. Trong gia đình cái gì luôn á. Lỡ rồi, lỡ bước. Dạ. Vô rồi. Ở trong gia đình luôn. Ở chung luôn. Ở chung luôn. Tại lúc đó là thời nhà Mai tổ hợp nhỏ. Dạ. Rước thợ rồi đó, Mai ở đó luôn, bao ăn uống rồi hết luôn. Là bao nhiêu năm bà ha? Hình như là cũng mình ơi. Năm hả? Cái chục năm. Dễ thương quá. Hình như là em 70 tuổi á. Thì em mới hết Mai luôn. Cô thấy cũng như là cảm giác của cô á, là người này có phải là mẹ chồng của mình không? Sợ chứ. Dạ sợ lắm. Như hả? Sợ. Bắt đầu từ từ rồi bắt đầu mình tìm hiểu tới, rồi bắt đầu là mình mới biết cái cách cư xử của mình. Dạ. Vì khi mình có gì thì mẹ thông cảm. Dạ. Mẹ dạy, mẹ nói ừ con ơi, cái đó là má không đồng ý con làm như vậy. Này cái thế này. Dạ. Cháu nó lặng quê. Dạ. Cách sống của người khác. Lên thành phố thì nó mới rất rất khác. Thành ra có gì mình phải sửa đổi. Dạ. Dạy cho cháu chứ làm sao đâu có ai mà ra. Tại vì mình đi quê mình. Dạ. Mộc mạc lắm. Là mẹ chồng đổi rất là mẹ thương, dạy lại. Mẹ chồng rất là dạy. Dạ. Dạy cái cuộc sống của mình. Sau đó là bao nhiêu lâu thì mới đám cưới ta? Chừng vài tháng hả? Vài tháng hả con? Tại vì chị với cô với lại ảnh đã tìm hiểu trước rồi. Sau đó là bao nhiêu lâu cô mới có con bé? Chừng khoảng vài tháng. Chồng nó rồi cũng biết nó có thai rồi cũng thương cưng lắm. Dạ. Nó thương con gái lắm mà nó thương con nó dữ lắm. Rồi có khi trong gia đình thì vợ chồng nó cũng có cái sự buồn vui thì lúc đó là bà rất là buồn. Dạ. Rồi khi nó tụi nó là vui vẻ trở lại rồi thì mình vui lại khỏe. Chung ra mới về làm dâu thì cô cũng không biết nấu cách ăn như ở trên đây. Dạ. Tại vì mẹ thì mẹ ăn lạc. Dạ. Ba thì ba ăn mặn. Mình thì dưới quê mình mộc mạc lắm. Dạ. Em dưới quê mình ăn uống cách đơn giản thôi. Dạ. Không có gì hết trơn. Rau luộc khô rồi. Rồi ra mẹ ăn á thì mẹ nói sao con ơi, bữa nay là má ăn cơm ngon lắm nha con. Là biết bữa đó mình làm đặng ngon rồi đó. Biết ăn là bữa nay ngon. Dạ. Còn bữa nào mà làm đặng mới nói sao. Sao bữa nay mẹ có miệng mẹ sao mà ăn làm như không có vừa miệng mà ăn. Nói vậy thôi hả? Ngon. Nói vậy thôi. Mà biết rồi đó, biết là mình làm cái đó là không được ngon rồi đó. Dạ, phải làm lại, rửa lại. Chứ bà nói con nghe mình khó làm chi. Dạ. Con mình cũng vậy, con gái cũng vậy, con dâu cũng vậy. Bà coi như là một trong gia đình mình vậy đó. Con theo má đi, con coi theo má con làm. Hay là má làm cái gì, hay con bắt chứng đi đứng hay là nói năng cũng vậy.
thì cháu hồi dưới quê mới lên thì dưới quê là có làm sao mình lạnh xả cho hết trơn, mình không kiềm chế là được. Rồi nhiều khi mình nói thôi con đi ra đường con nói nhỏ tiếng một chút xíu nha, con nói lớn tiếng mà ta nghe cái nó nói trời nhỏ nó nói lớn tiếng quá đó, thì con phải nhẹ lại. Nhiều khi cô thì cô nói nóng mà cứ cái nóng mà nóng cái lớn tiếng mình thì có nhiều mình xả trơn nhiều xả hết bụng ra hết rồi xong rồi bắt đầu cái là mẹ mới nói không má không đồng ý con nói vậy nha, má là má chồng con nghe con, má chồng con nghe. Dạ. Bởi vì bắt đầu từ bắt đầu mình xìm xuống rồi đó, bắt đầu biết mà. Rồi con có chỉ là con gái nó lớn tiếng. Các bạn con lớn tiếng rồi. Bà chị mới gì? Chị, đừng nổ xe cho nó chị ơi chị. Vô xe ta la nhà cái bà chị với mẹ sao? Cái chị nghe nhỏ tiếng thôi. Vậy đó. Nhỏ thôi đó. Nào giờ cô lớn tiếng quen rồi. Nói đừng buồn nghe má nói thiệt. Chứ con cũng phải chỉnh lại cái nếp của con. Nghe con cũng nhột á. Thôi giờ chứ cũng đỡ rồi, giờ cũng hết rồi. Đỡ 10% bớt được chắc cũng 2%, 3%. Rồi còn nữa. Còn, còn nhiều quá. Lớn tiếng. Làm như mình quen rồi. Nhỏ nhỏ mình nói không có được. Dạ. Làm dâu năm nay là 20 mấy năm không bao giờ mà mày với tao vậy. Dạ. Má với con. Hoặc là khi con gái không à, ít khi nào khuyên cha con dâu lắm. Ví dụ như nó không biết mình cũng phải nghĩ nó xa gia đình, nó ở với gia đình mình. Mình phải xây dựng dạy dỗ nó để cho nó biết như mình, để mình thương nó. Ủa là cô có một người con á? Hai. Là con gái 22 là gái lớn. Còn thằng nhỏ là có 14 tuổi là cấp 9 năm. Sao em bé là ai là người trong chính vậy cô? Có gái lớn á thì mẹ nói thôi con lần đầu thì về dưới mẹ nuôi. Dạ. Mẹ còn khỏe đây mẹ nuôi. Còn thằng nhỏ thì bà nội với cô. Nó sanh ra là 3 tháng thôi. Dạ. Là con gái thứ năm á là dạ. Nuôi nó luôn. Nó ăn đó, nó kêu mẹ năm à, nó kêu bà mẹ năm không à. Kêu mẹ năm luôn hả? Không à. Mẹ năm ngồi dạy nói chuyện nhỏ nhẹ. Còn cô á là chịch là cô đánh. Đúng đâu là cô shop đó mà nó sợ rắn đó. Những cái câu chuyện mà vậy như là bà dạy cô nấu ăn hay là dạy cô làm cái gì đó mà cô không biết làm hay sao vậy bà? Thôi bây giờ bà nói như vậy ha, nịnh con dâu chứ mình ăn ở ngoài chợ rồi mình nói nó nấu không ngon mà thà là mình ăn của con dâu mình, nó nấu cho mình ăn thì mình ăn được, tại nó quen cái miệng của mình rồi. Mà hay nhất nha, mẹ cô á là hay nhất nha, cô mà mua cá mà không được tư đó ha. Dạ. Là cô về làm ăn á là mẹ cô biết liền đó. Cá rùa hồng á mà chị cô kho lên rồi ăn ha, là mẹ nói xong bữa nay con mua cá này không phải cá sống đâu, cá này có ngợp. Nhiều cái đó cá phải là bỏ cái nọ mua rồi ta chà rồi ta làm chứ mình nghĩ nó làm sạch rồi thì thôi mình mua cá sạch. Dạ. Nó nói là cá sống có sống mà sự thật là gì kho lên là mẹ chưa biết. Mà dạy như vậy gá có nhiều người ta là người ta mần sẵn đó rồi con. Dạ. Đó con dâu lại à, thí dụ giờ thấy sẵn thôi mình mua cho lẹ cho rồi về. Dạ. Rồi nhiều khi nó nghĩ là người ta mần sẵn, cái người bán thì lúc nào người ta cũng nói cá này ngon, cá đúng này sống. Nó về kho rồi cái mình xuống mình dòm tới dòm lui, không phải là mình khó nhưng mà mình muốn dạy chỉ để cho con dâu mình nó biết con cá đó. Dạ. Để sau này nó không phải mua con cá đó nữa. Dạ. Con cá mần rồi thì con cá phải chết, nhưng mà con thấy con cá này nó chết trước khi mần. Dạ hay thiệt á, cái này là siêu lắm luôn. Rồi bây giờ bà dạy con luôn cái đó nha. Dạ con bà cũng thấy nhiều người là không biết cái chỗ đó đó. Dạ. Con cá sống á, con mần ra con kho cái thịt nó nổi, con lật lên con cá, cái con cá mà con sắc ra như vậy là cái thịt nó lên mô. À nó nhố, nó nhố lên. Là con cá đó là con cá sống. Dạ. Còn con cá chết con mần rồi con kho cái thịt nó lăn bọt luôn. Nhiều cô à, rồi qua mặt mẹ hay là qua mặt nhà gì, con cá này con mua sống rõ ràng nhưng mà con mua là con cá chết, mình tưởng là ngàn nhà mình không biết. Chung ra là dạ. Chị từ dưới quê chị lên đây chị sống với mẹ ở đây á, chị nhờ mẹ chị dạy rất là nhiều những chuyện đó. Những cái lúc mà ông bà bệnh á thì cô chăm sóc sao cô? Ông là hay bị gối lên thần đình với huyết áp thuộc. Dạ. Để nhà mình biết cách sơ cứu á, là ông thì tụng áp á, thì hơi bằng giò, cô phải bắt cái hố nằm sát thôi, ngủ như này với ba. Mẹ thì bị thay chân xong, bả thành ra đi chơi mà đi đâu xa là mẹ chưa mới đi đâu, mẹ thì sợ lắm. Người cao người thấp, đó lên tăng xong. Dạ. Thành ra chị mà nhiều khi bả chởn có mấy chị với gái chị, là điện chị nằm dưới phòng đây chị tóc chảy lên,
đưa đi bệnh viện. Là người chạy nhất là cô, là trời là cô. Cô chạy trước nhất. Nhưng hồi đó giờ là bà đã dạy cho cô nhiều rồi, thôi bây giờ thì con xin phép con đi chợ với cô để coi cô mua về rồi cô nấu có ý vừa ý bà như đó giờ bà dạy không nha. Được. Thuộc chợ này không á cô? Đi chợ này không. Ủa rồi cái con cá chết đó là cô mua đây hay là đâu? Tại biết sao giấc sáng bán ngoài chợ, ông bán ở khúc chỗ mình xuống xe hai bên đường á. Vậy con cãi đó, thấy là bữa cãi nó không có, con mua cá sống mà, nó có cá sống. Rồi bắt đầu lúc đó là mẹ chị chỉ cái hồng đây. À nó có cái gài, hèn chi con gỡ ra ngoài không được. Rồi thường cô có gì về dưới cô cũng thăm ba mẹ không cô? Có, cô cũng hôm Tết mới về, mấy mẹ con mới về. Chị ba cô lên đây thường, tại vì mẹ cô mất rồi. Ba cô dưới là ai chăm? Ba dưới con mình nè, mà ở gần sát cô chú rồi. Cô chú là lo cô. Ủa là lâu lâu mới về một lần hả cô? Lâu lâu mới về một lần. Nhớ nhẹ, chết luôn á. Nói chung là cũng nhớ cho phép nhớ. Mà giờ mình làm dâu thì mình phải ở lại, tại vì ông bà trên đây già rồi. Ba với dì cũng vẫn còn trẻ. Cô ơi thôi bây giờ chắc là mình về nhà mình làm đồ ăn ha. Xong rồi mình ăn cơm, mình nói chuyện tiếp. Rồi. Dạ. Rồi mấy người con của cô là bây giờ chị kia làm là bây giờ chắc cũng phụ giúp cho gia đình. Có, nông nghiệp lắm, làm nhiều đưa hết trơn à. Thì bây giờ những ý nhà mà có chị thứ năm á. Dạ. Với lại nhỏ em Út á là lớn hơn cô 1 tuổi. Dạ. Làm bao nhiêu thì về đưa cho nội bà nội hết. Dạ. Không giữ đồng nào hết. Rồi má cho là bao nhiêu má cho. Từ hồi nào giờ gia đình là vậy đó. Dạ. Cô, cho con hỏi nha. Rồi giờ hồi đó là chú là thương cô tới năm bao nhiêu thì chú mới bỏ đi? Chú mới đi đây khoảng tháng 11, là tháng 11 năm rồi, là một năm. Thì giờ trong lòng cô cũng nói thôi giờ ảnh cứ đi thỉnh đi, chứ còn cô chấp nhận người thứ ba thì cô cũng chấp nhận. Dạ. Còn cô sống ở đây là cô sống vì thương ba với mẹ ở đây, với lại hai đứa con cô. Cái lúc mà chú bỏ đi chú có nói gì không cô? Đau lắm. Chú đi cô nói gì cả đau lắm. Cô nhắn tin cô... Nói chung ra cả lỗi là phải lỗi của cô. Tại vì người đàn bà nào cũng vậy hết á. Không phải ghen. Mà mình ghen như cách là mình ghen theo với quê rồi mình... Lớn tiếng thì giống như nãy giờ cô nói là cô lớn tiếng nhiều. Thì chú thì chú không có chịu lớn tiếng. Lúc mà chú đang mổ ở trong bệnh viện á. Yeah. Thì cô không có nuôi. Cô nuôi trong bệnh viện á. Thì chú xuất viện về rồi, chú một hai chú đòi chú nói chú đi làm. Thì cô cũng nghĩ cô nói sao chú mới mổ mà vết thương chú lớn quá mà sao chú đi mổ đi làm. Yeah. Cô hỏi trong chỗ làm ảnh á. Thì chỗ làm ảnh nói là anh nghỉ gần hơn nửa tháng nay rồi. Ai ngờ đâu ảnh đi vô trong mướn chợ kia chứ cô đó ở đó. Rồi cô bắt gặp hai ngữ chấm. Nói chung ra là chú từ đó giờ á, chú rất rất là nhiều. Chứ không phải một mình cô này đâu. Chú Đào Hoa không? Chú Đào Hoa, đúng là chú Đào Hoa. Mà tại chẳng qua là cô im điềm, cô không muốn nói là tại vì mình nghĩ chồng mình từ xưa giờ nó là như vậy rồi. Mà vẫn chung thủy với mình. Chỉ có cô này nè, cô thách thích cô mới ghê á. Cô kêu cô chạy cô á là sửa sắc đẹp nên nói với vợ anh Chí á, sửa sắc đẹp nên đi mới giữ chồng ra được. Còn lúc mà vậy á, lúc mà chú bỏ đi vậy rồi. Rồi con cô nó cũng khóc dữ lắm nha, nó khóc có kêu nó nói năn nỉ dữ lắm. Mà cô vẫn cũng năn nỉ. Tuy là cái lỗi đâu phải là lỗi của cô á. Mà cô xuống nước cô năn nỉ. Cô nhắn tin mà ổng nói lại mà chị cô đau lòng lắm. Đau lắm. Mà thôi bây giờ mình có kháng gán ở lại mình hy vọng. Nhiều khi buồn muốn đi. Ở đây thì mình vẫn còn thương. Cái tình thương mình nói với vợ chồng mà đâu có bỏ một ngày, nói một ngày bữa mình bỏ được. Vẫn còn thương chồng. Mình gắn ở lại đây mình để chờ đợi. Ba với con khuyên. Ba nói con ơi thôi kệ, chồng con có đi đâu thì đi đi. Sẽ có một ngày nó sẽ quay về.
con ở gán ở đây con lo cho anh Xui chị Xui. Anh Xui chị Xui lớn tuổi rồi, đừng có bỏ anh Xui chị Xui đi. Thì con lo anh Xui chị Xui làm sao thì nữa, sau này con lo con đi như vậy. Hai cố gắng lên đi. Chứ ba mắt có sợ cái tình cái vui gia này lắm. Tại vì cha mẹ của cô ba ở đây á, rất là đối xử với ba. Cô biết tốt lắm, nói thẳng ra là rất là tốt. Có khi nào mà cô thấy chú đi về, chú đi về đây rồi cô với chú chạm mặt nhau? Chạm mặt hoài mà con nói chuyện. Chú về chú thăm con, chú với thăm ba mẹ đây. Nhiều khi cô cũng muốn là hẹn chú về một ngày cô nói chuyện, mà cái tính cô thì nó nóng lắm. Cô sợ đây hẹn rồi hai người gặp mặt á, nói chuyện không có được im liền rồi dậy sóng lên nữa, rồi ba với mẹ đây là khổ nữa. Mà từ như vậy mà thôi, cô cứ để âm thầm kệ nó, bây giờ tao làm những cái mà anh nói chuyện vợ chồng mà sống mấy chục năm mà mình không đáng. Cái người mà sống với ảnh không có bao nhiêu năm, mình lo đáng lẽ như anh suy nghĩ anh thương mình không hết đó. Mình nên mình lo cho ba với mẹ, cả chị em của ảnh, mình lo hết. Nói cho bằng đêm nằm ngủ của mình nó nhiều khi buồn lắm, chứ không phải không buồn. Khi nhỏ gái xuống tâm sự, nhờ con đứa gái nó xuống tâm sự nói này nói kia là mình không đỡ, buồn chút xíu. Chị với lại bà tâm sự nhau, rồi mẹ con tâm sự bắt đầu đó là hai mẹ con ôm khóc, mẹ khóc, rồi dâu cũng khóc luôn. Chính mẹ nói sao? Thôi, nó đã tuyệt tình với con vậy rồi, con bỏ nó đi, má coi con như là một đứa con gái chứ không phải là con dâu. Cho má cách hai lựa chọn, má lựa chọn con với hai đứa cháu nội, còn nó muốn đi đâu đi được quyền của nó. Mẹ chồng nói vậy, con có nhắm ai được chứ con. Má đẳng xứng sẵn sàng má gả chồng cho con luôn, con chấp nhận không? Mà sao có tình thương của mình nó vẫn còn thương chồng mà mình nghĩ không có ai bằng chồng mình đó. Sao trong đầu mình cứ lẩn quẩn hoài vậy đó, không có muốn đi đâu được hết trơn. Và hai đứa con nữa, nhỏ gái nó cũng nói, nó nói là mẹ ơi, mẹ sống mà nghĩ cho con đi. Bây giờ con lớn rồi, con cũng thấm lập nữa là gia đình, con quen những con người mà ta có địa vị một chút xíu, rồi người ta cứ con á, người ta cũng coi á gia đình mình. Cái thằng nhỏ á, thằng Út á, nó có tình cảm lắm. Nó thấy cô mà khóc rồi, lại nhà rồi nó ôm cô, nó hôn. Nó nói mẹ đừng đi, mẹ đừng đi bỏ con ông nội bà nội, con sợ mẹ đi rồi á, rồi bỏ ông nội bà nội sao giờ. Nó nói vậy á, mà tận vậy mà không có bỏ được, mà làm như cái tình thương mình ở lâu rồi, tình thương mình thương ba chồng với ba chồng như là cha mẹ ruột mình. Giờ mẹ thì mất sớm rồi, còn mình má chồng thì coi như một người mẹ thứ hai. Dạ. Mình gắng cố gắng đi. Rồi anh muốn đi đâu anh đi. Về anh, anh dám cảm thấy anh đi mà anh chơi làm sao mà cảm thấy anh chơi, anh thấy cảm giác anh dừng. Thì anh quay về lúc nào chị với con với mẹ với bà nội cũng tiến đón anh. Không bỏ anh. Dạ, con mời ông bà, con mời cô. Đây, mời em. Dạ. Mời tụi con nha. Dạ. Con dễ mà. Ôi, cá vàng ươm luôn. Bà, vậy á, cá này á, bà nhìn thử nó tươi không mà. Tươi chứ con, bà nói con cá tươi mà. Dạ, dạ. Ý mẹ nói mẹ nói nè, chiên để dung nè, cái thịt chặt dung lên vậy. Dạ. Vì cá sống á, khi mình là kho hay gì á, thịt nổi lên rồi. Tối giờ ngủ khi quá đó, dạ. Rồi bà đói ra nhà ông. Ông có bánh ngọt nhiều lắm. Dạ. Ông ăn nguyên một năm bánh ngọt không? Cô đã ăn giấc sáng. Dạ. Thì là đầy đủ. Ba mẹ đã ăn đầy đủ, còn giấc chiều ít. Bà cho con hỏi, bà có hy vọng gì về hạnh phúc của cô? Bà cũng có hy vọng chứ. Nhưng mà cũng nhưng mà bà nói con nghe, cũng có sống. Bà cũng cầu nguyện vậy lắm. Bác cũng nôn đóng nó dữ lắm. Bác kêu gọi nó dữ lắm.
bị gì nó không phải đi luôn, nó cũng về nhà nó lo cho mấy đứa con. Cha mẹ thì lúc nào cũng động viên, nói nó về đi rồi lo trở lại rồi này nọ kia, nó cũng lặng thinh thôi chứ nó không có trả lời gì. Rồi có nhiều lúc mà bà thấy cô vậy rất là bà xót không? Xót chứ con. Cái thời điểm đó như vậy đó nha, bà rất là buồn. Thời gian sau mẹ đã cũng như con đi hết mỏi chân rồi. Tại vì con thấy cái tình cảm của cô nó còn nặng lắm. Đúng rồi con. Nó còn rất là sâu nặng luôn. Cô cứ chờ từng ngày. Thì con hỏi thì bà cũng nói là như vậy. Bởi vì bây giờ vợ chồng nó cũng như cũng có lời qua tiếng lại. Rồi á thì bà thấy con dâu bà như vậy thì bà có nói bây giờ má nói con nghe. Chờ cũng không biết chừng nào. Nếu trường hợp con hết thương rồi thì con bước thêm bước nữa, má chấp nhận gả mà má chấp nhận đón cửa con để cho con về để ở chung luôn. Chứ má không muốn con đi. Nhưng mà nếu mà ép nó hoài cũng không được, nhiều khi nó sống với mình nó có tình cảm mà mình cứ ép nó hoài. Thôi con đừng đi, đừng đi. Như vậy thì mình cũng quá ích kỷ. Đi đâu đi, con đi thoải mái, cái gì cũng được. Nhưng vẫn còn thương gia đình với mấy đứa con với má là được rồi. Chứ bây giờ bà nói con nghe cũng khó lắm. Cái chuyện tình cảm của đôi trai gái không nói, còn bây giờ nó có vợ, có chồng, có con rồi. Bà cũng mệt mỏi dữ lắm. Bà nói thiệt với con. Gia đình ai cũng vậy á, về phe nó không à. Vợ chồng bác nói thiệt với già tuổi này nha. Hai ông bà như vậy chứ chưa bao giờ á. Ông già mà có giận bác lớn tiếng thế nào đi nữa, bác cũng tức, bác cũng trả lời lại. Nhưng mà rồi bác suy nghĩ lại rồi thì mình phải dặn. Để một lúc nữa rồi mình hãy nói cho ông nghe. Con biết lấy chồng 20 tuổi, bây giờ là ổng 80 mấy tuổi rồi. Không có đánh vợ một bạt tay mà rất là thương vợ. Nhưng mà sao bác nghĩ lại con bác nó không được vậy. Bây giờ bác già rồi chứ mà bác trai vẫn còn đi quậy tự miếng sữa cho bác uống đó. Rồi bỏ đi rồi thôi rồi. Tự gánh bỏ đi thôi. Mỗi tuần mỗi về. Cứ nhật thì mỗi tuần ảnh về thăm con cái, hai đứa con ảnh đi uống cà phê với ba. Rồi ảnh đi nữa. Có vợ còn về đây sống thì ảnh không có sống ở đây. Bởi vậy con dâu tôi nó nói như vậy nè. Nó nhiều khi á nó cũng nói nó thôi con muốn gì vậy để trả tự do cho ảnh. Bác có nói một câu này. Bây giờ má nói cho con nghe, chừng nào con muốn một cái người nào hay là con thương một người đó đi thì má chấp nhận cho ly dị. Còn nếu chưa là má không đồng ý cho con ly dị. Bởi vì má muốn con bước ra là con phải vợ lớn của nó. Nếu con ly dị rồi là con không còn nữa, không còn cái gì nữa hết. Cũng như là một người ở bên ngoài rồi. Đúng rồi. Thì người phụ nữ nào dại dột thì phải ráng chịu. Vậy thôi. Nó có nói với con vợ nó vậy nè, em đừng buồn, em đừng ghen. Anh thiếu gì người này hết người kia nhưng mà anh không bỏ vợ. Nhưng mà không biết hai đứa sao rồi nó giận sao. Cô đi cái đi. Thì cô có đánh nóng tánh đó, có nóng tánh đó mà mà không cầm được á. Tại vì nó đúng ra rồi cũng hai đứa đấu đá rầy rộn với nhau rồi nữa rồi nói rầu quá. Bác nói một câu nói mà mày đi vậy thì mày đi luôn, không cho mày bước chân về nhà này. Mà nếu mày đi đi vậy là tao với ba mày đều ra tòa hết. Mày có luật sư, tao cũng có luật sư. Tao sẽ ra nhận. Nói vậy có ai mà ba chồng không? Mà thương con dâu đến nỗi mà già chở con dâu đi lên trên tòa án gì đó ba. Mà để tư vấn ly hôn đơn phương. Đi vô đó ai cũng nhìn cô với lời ba chứ. Chừng nào mà nói là ở đây là ba chồng, cái luật sư nói ủa, này ba chồng hả? Đúng rồi, ba chồng. À, ta cũng không nghĩ ba chồng không chở đi mà, ba chồng mà với con dâu mà đi vô mà đi hỏi ly hôn đơn phương đó. Mọi chuyện cũng qua rồi, bây giờ con cũng cầu mong quá là chú sẽ về với cô. Cô cũng hy vọng. Lời cuối thì bà có muốn nhắn nhủ gì, gửi lời yêu thương gì tới con dâu của bà không ạ? Ở nhà này nó biết tôi thương nó tràn trề. Còn con cũng nói gì với bà không cô? Nói với mẹ là sau chương trình này thì con cũng không có làm cho ba với mẹ buồn nữa. Thôi má cũng con sẽ cố gắng để đỡ cho mẹ buồn. Rồi thôi giờ má cũng nói luôn ha, má cũng rất thương con biết mà má thương con. Như nói chuyện nhỏ thôi đừng la lớn nha, mọi chuyện gì cũng vậy, đừng có nói lớn tiếng quá. Trong chương trình này á, con cũng có một món quà bất ngờ dạ muốn tặng cho gia đình. Sài Gòn năm 2021, năm của những kỷ niệm buồn chưa bao giờ nguôi. Kính gửi mẹ, xinh đẹp nhất trong lòng con. Hôm nay mẹ xinh đẹp của con được quay chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đúng không nè?
Con gái xin lỗi mẹ vì không thể dự chương trình cùng mẹ vì con bận đi làm. Nhưng không sao, con cũng muốn thông qua chương trình, con nhắn gửi vài điều dành cho mẹ yêu thương của con. Mẹ có nhớ ba giận gia đình mình bỏ đi được mấy năm không ta? Chắc mẹ không nhớ đúng không nè? Nhưng mà mẹ ơi, con gái của mẹ nhớ lắm đó. Mẹ biết sao mà con nhớ không? Vì ngày đó là ngày tuy không mưa nhưng vẫn là ngày buồn và âm u nhất. Con biết là mẹ buồn lắm, nhưng mà con cũng rất buồn chuyện xảy ra quá đột ngột làm cho gia đình mình chưa thích ứng kịp. Con xin lỗi mẹ vì con là phận con mà không làm được gì cho mẹ xinh đẹp của con. Nhưng không sao đâu mẹ, tuy là không có ba nhưng mà con hứa chắc với mẹ một điều á, con sẽ thay thế ba làm trụ cột cho mẹ và em nương tựa. Tuy con là con gái nhưng con chưa bao giờ thể hiện được tình yêu của con đối với mẹ. Nhưng mẹ không biết đâu, con thương mẹ nhiều lắm, thương mẹ hơn cả bản thân của con nữa. Điều sau cùng con muốn nói với mẹ rằng con cảm ơn mẹ đã gánh vác cả cuộc đời cho con và em con. Cảm ơn mẹ đã hy sinh cả cuộc đời của mẹ cho con và em. Mẹ đừng có buồn nha mẹ, vì sẽ có con và em luôn yêu thương mẹ. Không phải là chỉ có em và con đâu nha, mà có ông bà nội nữa, các cô yêu thương mẹ nữa. Nên mẹ hãy vui lên nha. Con biết có những lúc con làm cho mẹ buồn và thường hay xảy ra mâu thuẫn. Con xin lỗi mẹ rất là nhiều. Mẹ đã dùng tuổi thanh xuân để dạy dỗ chúng con. Và con hứa với mẹ một điều rằng con sẽ dùng cả cuộc đời của con để ở bên cạnh của mẹ. Và con muốn gửi lời cảm ơn đến ông bà nội đáng quý của con. Con cảm ơn ông nội, bà nội vì đã yêu thương mẹ con như là con ruột. Con cảm ơn ông bà nội vì đã đùm bọc mẹ con. Con không biết nói gì hơn ngoài việc biết ơn và sâu sắc. Con xin cảm ơn và thấy may mắn khi được làm cháu nội. Mong nội có thể sống lâu trăm tuổi để có thể sát cánh cùng gia đình. Con cảm ơn nội. Nó một cái món quà mà con gái của cô dành tặng cho cô. Tối nhiều khi cô buồn nó cũng xuống ăn ngủ hoài, nó nằm nó ủ hỉ hoài. Dạ. Nhiều khi cô buồn quá, cô nói thôi con lên lầu cho nó ngủ để đi với mẹ nằm với mẹ mình. Nó không chịu. Thôi mẹ nằm với này mẹ cái kiếm chuyện nói này nói kia. Mà mình nghĩ nó không bằng thằng con trai á thì tình cảm nó ôm nó hôn. Mình cũng nghĩ là nó đâu có tình cảm dữ vậy. Món quà này thì con cũng con đọc con cũng cảm thấy xúc động. Dạ con cũng mong là cô và ông bà sẽ luôn hạnh phúc và con mong ông bà sống lâu trăm tuổi. Rồi, để cảm ơn con nha. Chúc là cái chương trình là nhiều sức khỏe. Dạ. Công ăn việc làm điều tốt. Dạ. Quý vị ơi, quý vị đừng quên đón xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu vào lúc 15:40 trên kênh HTV7 thứ bảy hàng tuần nha. Và bây giờ thì Dương Tri và gia đình xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Con mình nó quá yêu con người ta, cản như vậy á thì mình cảm thấy cũng tội. Mẹ nhận chị làm con nuôi luôn. Dâu là không có được ngồi ngang hàng với cha mẹ chồng. Con biết là con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Con vẫn chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của mẹ. Con thực sự xin lỗi mẹ.